Ngày 20 tháng 2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong đêm 19 tháng 2, đơn vị đã tiến hành bắt giữ HMH 20 tuổi, quê Bắc Giang, là nghi phạm sát hại chị Lê Thị Thùy L, 21 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, ở một chung cư mini trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm H đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ nguyên nhân, động cơ và mục đích gây án. Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 16 tháng 2, nạn nhân đi xe máy rời nhà ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để đi dẫn khách xem phòng trọ. Đến tối cùng ngày thì gia đình mất liên lạc. Thời điểm cuối cùng được nhìn thấy là lúc 18 giờ 35 phút cùng ngày. Đến chiều ngày 19 tháng 2, thi thể cô gái được phát hiện tại một chung cư mini 7 tầng nằm sâu trong ngõ 79, phố Cầu Giấy. Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, nhiều khả năng đối tượng sát hại nạn nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Thứ nhất, nạn nhân làm nghề quản lý phòng thuê trọ. Việc nạn nhân xuất phát từ nhà đến khu vực nhà cho thuê vào tối ngày 16 tháng 2 nhằm mục đích dẫn khách vào xem phòng trọ và thu tiền phòng. Do đó, có thể loại trừ nguyên nhân mâu thuẫn về tình cảm khi hẹn gặp nhau. Nạn nhân điều khiển xe máy Honda Vision và tài sản mang theo như điện thoại. Khi nạn nhân mất liên lạc, cũng không còn các tài sản đó tại khu vực hiện trường. Luật sư Thơm nhận định, rất có thể nghi phạm đã lợi dụng khu vực vắng người, sử dụng hung khí để thực hiện hành vi sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nghi phạm đã phi tang thi thể nạn nhân trong phòng trọ, chiếm đoạt các tài sản rồi bỏ trốn. Xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội giết người và cướp tài sản. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.